Và bây giờ là ngày vui của chúng ta đây, quay trở lại. Và hôm nay là em rất là cảm ơn ở đây có anh Ly. Là anh Ly là ở bên tổ tình Việt Nam chúng ta. Và anh Ly là người đem chiếc trang đẹp đến đây cho chúng ta, lại để chúng ta chụp hình. Và cảm ơn bác sĩ Minh, ở đây có bác sĩ Minh, bác sĩ Hải, Phát Hoa, và Nga, Lan, Nhi, Ngọc, là những người nghĩa, là những người mà chiến thủ của quân ăn. Xin mời anh Ly, mời anh Ly với anh Minh và ra các bạn. Trong cuộc vui này, chúng ta sẽ có một cái kỷ niệm. Xin mời tất cả các anh chị qua đây để được chụp hình nhé. Đi qua đây nữa rồi. Rồi, anh mặc đèn lên. Rồi, cái kiếm này là cái kiếm của đồ Long Đao hả? Đồ Long Đao. Xin mời các anh chị lên chụp hình đây. Kính thưa các cư ngụ có mặt hôm nay trong cái ngày lễ gọi là ăn mừng Tổng thống Trung. Vừa thắng cử ngày 6 tháng 11 theo giờ. Và hôm nay là một cái kiếm của Hải quân Hoa Kỳ. Tôi cũng từng là một sĩ quan hải quân thường cầm kiếm chỉ huy đó một chiến hạm, cho nên ngày hôm nay anh Phạm Ngọc Anh cũng là một sĩ quan hải quân cho mượn một cái kiếm này, hãy tư gia của anh để mà cắt chiếc bánh chúc mừng thành công. Thì hôm nay có sự hiện diện của bác sĩ Nguyên Minh, xin mời bác sĩ Nguyên Minh lên đây luôn. Bác sĩ Hải đó, bác sĩ Hải. Và tất cả các anh em mau luôn, các cô đây để mà chúng ta cùng một bánh nha. Đâu anh anh Minh, anh bơ đi anh. Bác sĩ Minh qua đây. Dạ. Không có. Ai cầm đi nhé, cầm đi cho cầm đi. Bây giờ đứng đây khách mà. Rồi. Đây cầm đi. Dạ. Không cầm mà tự chân thôi mà. Vô mình. Vô. Thank you, cảm ơn. Rồi bây giờ em